Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một video để cho các bác so sánh và lựa chọn hai dòng bát này. Chuyên thay vào loa BMW. Đấy, nói khẳng định một điều luôn. Các bác nào muốn có nhu cầu thay vào loa BMW mà bát của mình nó bị rách gân, hỏng mà mình không đi sửa nữa, mình nâng cấp, hoặc là các bác thợ nào có nhu cầu muốn mua các cái dòng bát này nhập về để dựng loa cho khách thì có thể là liên hệ trực tiếp cho Tùng Nguyễn. Với cấu hình ở đây thì em để ra hai mẫu các bác nhé. Các bác đang được xem là một mẫu bát của nó là gân mút xốp và một loại là gân vải. Lắp vào BMW thì rất là tốt. Với cấu hình mà cái loại này thì là chuyên lắp vào BMW thì không nói làm gì. Nhưng cái loại này là em thay cho các bác lắp vào BMW thì nó rất là nhiều luôn. Có những bác thì lại thích hát sáng, có những bác thì hay nghe nhạc. Ví dụ bác nào mà hay nghe nhạc thì có thể đến với cặp bát 30BV này. Còn bác nào mà thích hát tiếng nó sáng, đấy, thêm một quả súp nữa. Dòng gân vải này khi mà đánh ca nhạc ý, thì tiếng trống nó không sâu như thằng gân này đâu. Nhưng mà đặc điểm của thằng gân vải thì nó đánh công suất lớn, đánh đẩy khỏe và cho ra giải ca rất là sáng các bác nhá. Đây các bác nhìn này, con này nó là gân mút này, con này là chuyên lắp vào cái BMW thì không nói làm gì này. Còn con này là gân vải này, đấy, gân vải chuyên làm phun. Nhưng cái cấu hình của con này có thể là lắp vào loa BMW rất là hay này. Từ 170, côn của nó là côn 65 các bác nhá. Đấy, gân vải tầm dầu. Và con này thì là gân mút xốp, mang giấy, nón sần. Ở con này từ 156, côn 63 các bác nhá. Côn 63. Hàng của BMW này thì nó em nhập của mẫu bát này tại xưởng China thì nó rất là đẹp. Bên công ty dán tem QC bát để kiểm nghiệm là hàng chất lượng cao và cả số CZ các bác nhá. Chạm của BMW này. Đấy. Từ 156 côn 63. Khi mà lắp lên thùng mà bác nào hỏi tiếng trống của con nào nhiều hơn thì em khẳng định những con này nó nhiều tiếng trống hơn. Nghe nhạc nó mềm tiếng hơn vì các bác nhìn cái gân này. Đấy, nó rất là mềm. Còn nó cứ mút xốp của con này. Con này thì nó sẽ lợi về lời ca các bác nhé. Mang giấy và gân vải tẩm dầu. Gân của nó gân vải tẩm dầu hai gân. Lắp vào loa BMW thì các bác chỉ cần lắp cái tầm từ 170 côn 65 này là cực kỳ tuyệt vời rồi. Có nhiều bác mà là anh muốn thay con bát JBL côn 100 và loa nằm được không em? Em khẳng định một điều luôn, em thà không bán cho các bác lắp cái loại này làm gì. Loại này chỉ lắp vào loa full thôi, lắp vào BMW thì không hợp thùng đâu. Đây là những mẫu bát mà chuyên và thay vào thùng loa, thì nên là em Tùng Nguyễn có review lên để so sánh cho các bác xem là để các bác lựa chọn giữa hai dòng này thì mình chơi dòng nào nhá. Đấy. Loại nào thì em cũng có, thế nên là các bác bỏ tiền ra thì các bác đã có được quyền chọn. Còn em nói trong video này thì các bác cảm thấy có lý thì cho Tùng Nguyễn một like và bấm đăng ký kênh. Còn đâu các bác là người bỏ tiền, mình là người lựa chọn, thế nên là mình sẽ lựa chọn chuẩn cho mình một cặp bát. Còn đâu em chỉ giới thiệu cái công suất và cái tính năng của cái con bát này nó phát huy ra thôi. Ví dụ như cái dòng bát này nó ra công suất tầm 350 hoặc 300. Còn con này nó rơi vào tầm 350W này, cái công suất thực đấy. Con này anh em đánh đẩy thì nó căng, sáng tiếng, hát rất sáng luôn. Đấy, còn con này thì vừa nghe nhạc vừa hát. Tất nhiên là dòng này bản là nghe hát karaoke thì sáng thì không thể sáng được bằng dòng này rồi. Nhưng trống của nó rất là mềm và sâu. Đấy. Quánh cực kỳ chắc tiếng vì con này dòng từ to nhá. Bình thường các dòng BMW nó chỉ từ 126 hoặc từ 140 thôi. Con này từ 156 côn 63 là côn to rồi. Thì hôm nay em Tùng Nguyễn có làm một video để cho các bác là để tham khảo hai mẫu bát này. Lên chọn mẫu nào để lắp vào BMW 1000. Đấy, giữa thằng BMW gân vải và gân mút. Anh em thích lắp cấu hình nào để cho mình hay hát thì mình thay gân vải, mình thỉnh thoảng mới hát và nghe nhạc nhiều thì mình thay gân mút. Đấy là cái phương án để lựa chọn. Và hôm nay thì Tùng Nguyễn làm một video đến đây là kết thúc. Sản phẩm thì nó sẽ như bao cái mẫu này em để ra một cái, nhưng khi ship hàng thì các bác là một đôi các bác nhá, không các bác lại tưởng là em giới thiệu một cái. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Tùng Nguyễn nha.